nồi sau khi mình đã đổ đầy nước, đổ 2 lít nước. Nồi này nồi cơm điện 3 lon, mình đông 2 lít nước là đầy là nồi luôn. Thì sau khi đổ đầy 2 lít nước rồi, mình sẽ đun sôi trong vòng 15 phút. Theo lưu ý của hướng dẫn sử dụng thì để nhỏ lửa, nhưng mà nồi cơm điện thì chỉ có một mức độ nấu thôi, mức độ sôi thôi, cho nên là như vậy mình cũng để thôi, mình không có canh được, mình đi làm việc khác. Mình để sôi trong vòng 15 phút rồi mình tới để cho đồ hâm là được.